Các bạn thấy sao? Đây là một cái chân cua hoàng đế. Wow. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dũ Lích. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với món cua hoàng đế nha các bạn. Các bạn nhìn này. Đây là cái chân cua hôm bữa mình mua này. Thì nó có 4 chân cơ. Thì mình chỉ lấy ở đây 3 chân thôi. Đang chờ nó giã đông ra. Rồi sau đó là chúng ta sẽ hấp hết nhá, hấp hết 1 cân luôn các bạn ơi. Rồi hôm nọ mình bẻ gãy một cái chân ra đây. Đấy, thế là tương đây là 1,4 kg. Nó to hơn 2 con mèo nhà mình luôn. Đó. Thì một tí nữa mình sẽ bỏ vào nồi mình hấp nhá. Nhưng mà mình nghĩ là cái nồi nhà mình nó không đủ to đâu. Vì thế mà mình sẽ phải cắt ra bớt để mà bỏ vào nồi hấp thôi các bạn ơi. Chứ không thì nó sẽ không vừa với cái nồi đâu. Cái nồi bé xíu à. Nhà mình không có cái đủ cái nồi nào mà nó to đủ với lại cái chân này hết đấy. Rồi để cho chúng nó nghịch một tí rồi sau đó là chúng ta sẽ hấp nhá. Ăn không? Ok, nước sôi rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ cua vào nha. Rồi một tí nữa chúng ta sẽ đợi nó chín rồi vớt ra. Cứ 3 phút là nó chín, sau đó chúng ta sẽ vớt ra và ăn thử để xem thế nào. Ok, đói lắm rồi. Rồi ở đây mình có hai cái miếng cua này các bạn. Đây là cái phần cua kia và đây là cái phần cua mà hôm qua mình bẻ nó gãy ra. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nồi này và hấp. Cứ 3 phút là sẽ được nha. Mình sẽ bỏ cái phần này vào trước. Phần này dễ bỏ này. Còn cái này ấy, thì nó hơi bị to một tí. Mình hy vọng nó bỏ vừa vì mình không muốn nó bị gãy ra đâu. Ấy và có vẻ như là vừa đấy mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào đây chờ 3 phút rồi sau đó là chúng ta sẽ bắc ra và ăn thôi mọi người. Ok, và mình đã luộc được 3 phút, bây giờ mình đã bắc ra và bây giờ mình sẽ mang lên trên phòng và thưởng thức nha mọi người. Ở đây mình có một chén muối tiêu chanh nữa. Rồi một tí nữa mình sẽ lấy thêm cả muối ớt xanh nữa để ăn các bạn ạ. Các bạn nhìn này, hấp dẫn chưa? Đây mọi người ơi, và đây là cái công đoạn mà các bạn ghét nhất ở mình, đó chính là chúng ta sẽ cùng ăn và thưởng thức để xem nó thế nào nha. Thì ở đây mình có, các bạn thấy mấy cái chân cua nó có to không? Cổ tay mình chẳng ít đâu. Ở đây mình có một chén muối tiêu chanh nè. Và mình có một cái lọ muối ớt xanh các bạn ơi. Mình sẽ đổ ra cái chén này nha. Bởi vì ở trên đấy nó rất là, cái diện tích của cái bàn nó rất là nhỏ. Mình không thể nào bỏ hết đồ vào được á. Cho nên là mình sẽ để ở dưới. Mình có cả kéo như khăn giấy nè. Mình vừa rửa tay rồi nhá. Cho nên là ăn đồ hải sản thì cần phải rửa tay các bạn ạ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đổ muối ớt xanh ở đây nhá. Đó, mình sẽ đổ ra đĩa này, tí nữa chấm cho nó ngon các bạn ơi. Ok, đây mình có một đĩa muối ớt xanh. Hiện tại là mình đang rất thắc mắc là làm cách nào để mình lấy được một cái càng to rồi các bạn ơi. Vãi thật, ở đây mình có 3 cái càng to thì mới một cái càng lẻ, hôm nọ mình có bé này. Bạn nhìn cái càng này, trời đất mẹ ơi. Nó to hơn cái con cua hôm bữa rất là nhiều. Cái con cua hôm bữa nó bị óp. Ở phần trong nó không được ngon. Thì hội mình hy vọng là không được ngon lắm. Nhưng mà thực sự là vẫn là ngon, ngon hơn rất nhiều so với những con cua khác. Thì hôm nay mình hy vọng là cái con cua này nó sẽ ngon hơn cái con cua hôm bữa luôn. Bởi vì các bạn có thể thấy cái chân này nó rất là to. Mình sẽ... Oh shit. Các bạn thấy sao? Đây là một cái chân cua hoàng đế. Wow. Trời đất ơi, hấp dẫn. Oh shit. Mình sẽ ăn hết cái phần này nha. Còn phần ở dưới thì mình sẽ để cho gia đình ăn. Bởi vì nhiều bạn cứ suốt ngày nói là anh không để cho gia đình ăn nè. Các bạn không xem hết video clip đúng không? Bây giờ mình sẽ thử bóc cái này ra xem nhá. Để xem vào trong nó có nhiều thịt hay không. Thì lúc nãy á, lúc mà mình mua cái tô cua đấy, người ta kêu là cân cua người ta hấp sẵn rồi. Thì chúng ta chỉ việc bỏ vào nồi và luộc lại trong 3 phút thôi. Không biết là cua sống, chắc chắn là cua sống nó phải ngon rất là nhiều các bạn ạ. Mình thấy mấy người nước ngoài người ta ăn đấy, người ta bóp hết cái nước ra để cho cái cua này nó rõ vị nhất đấy. Thế mình sẽ thử bóp nước ra để xem thế nào nhá. Bạn nhìn cái miếng thịt cua này, trời đất mẹ ơi. Mình sẽ bóp hết nước ra xem nào nhá. Đổ vào nhiều nước chưa? Yeah. Mình thấy mấy người nước ngoài ta ăn người ta hay bóp này này. Mình không hiểu lý do tại sao. Mình thử bóp vào nhá. Tay mình sạch, các bạn cứ yên tâm đi nhá. Đây, ta có một miếng cua như thế này. Rồi mình bóp tan nát ra mà nó vẫn còn như thế này. Chứng tỏ là cái con này nó không bị óp như con kia các bạn ơi. Đây mình sẽ chấm thử với lại muối tiêu chanh nhé, để xem thế nào. Rồi. Rất nhiều bạn nói là cua này nó mặn vãi. Nhưng mà không. Trời nó ngọt. Nước nó, cái thịt nó ngọt, nó lượm à. Đấy. Chấm muối xanh này các bạn. Trời ơi. Ôi
ngon quá. Hay là tại bóp nước nó mặn, hay là tại bóp nước nó ngọt vậy các bạn? Chứ mình ăn ngọt vãi luôn á, ngọt lịm luôn. Wow. Có thể là do bóp nước nó bóp hết mấy cái nước biển ở trong á, nó ngọt hơn hay sao nhỉ? Chứ mình ăn nó rất là ngọt, nó không bị mặn như như nhiều người nói. Hôm nọ mình ăn cua tuyết thì nó hơi mặn mặn nhá, bởi vì như là do nước biển đấy, nó có trong thịt cua tuyết đấy. Nhưng mà cái này mình bóp hết cái thịt nó ra thì trời ơi, nó rất là ngọt. Mình nói thật với các bạn, mình có thể ăn hết cái đống này, nhưng mà mình còn gia đình nữa các bạn ơi, nên mình phải ăn, mình phải để phần cho gia đình đó. Mình sẽ ăn cái cục này nha mọi người. Cái cục này nói vậy thôi chứ nhiều thịt lắm đó. Mình sẽ thử lấy hết cái thịt của cái cục này ra cho các bạn xem này, nó nhiều như thế nào. Đây mình thử không bóp ra xem thế nào nhá, thử không bóp và ăn xem nó thế nào. Ôi đất ơi. Đấy, nhiều bạn cứ kêu mình mua nguyên con mà có 2 cân các bạn ạ. Cái 4 cái chân này đã 1 cân rưỡi rồi, thì các bạn phải biết là cái thịt nó to hơn con 2 cân bao nhiêu. Đó các bạn thấy chưa? Một miếng thôi này, nhìn nó chất lượng vãi. Trời ơi, mình chấm thử cái miếng này. Hoàn toàn không mặn các bạn ơi. Nhưng mà ăn như kiểu nước ấy. Mình bóp ra thì ăn nó ngon hơn rất nhiều. Ngon lắm. Nên thử một lần trong đời anh em ạ. Ngon vồn. Tại sao nó có thể ngon vậy nhỉ? Thật quá ngon luôn. Dạo đây mình ăn nhiều và cả mình ăn cái gì cũng thấy ngon nữa, mình chả hiểu hay sao. Mình sắp béo phì rồi các bạn ơi. Cứu mình với. Help me please. Ủa. Trong cái chân này nó vẫn còn vẫn còn này các bạn. Thấy không? Ôi. Trên đây là gần 2 kg ấy mọi người. Ngon quá. Đúng là cua hoàng đế các bác. Con này nó không bị óp như cái con hôm bữa mình mua ở cửa hàng nhà hàng các bạn ơi. Con loại mua nhà hàng mà 1,5 triệu mà mình chỉ được có 2 cái chân bé thôi. Mình mua đồ đông lạnh thì mình mua 1,9 triệu mình được 4 cái chân to luôn. To hơn cái kia rất nhiều luôn. Bởi vì nó hơn 1 kg mà hồi trước mình mua 2 chân mà nó tính 4 lạng mà cả khoai cả bắp là 4 lạng. Hôm nay mua cái này chỉ có mỗi cua không là đã 1,4 kg rồi. Các bạn biết là cái chân này nó to hơn cái chân mình mua ở ngoài cửa hàng rất nhiều. Trời ơi ngon. Mình không biết cách để lấy nguyên một cái miếng ở đây, cho nên mình sẽ dùng kéo để mình cắt các bạn. Rồi. Tại sao nó có thể ngon như vậy nhỉ? Đấy rồi. Ui, rồi. Sao đây mọi người? Thôi. Chắc chắn là không óp rồi đúng không? Các bạn có cảm thấy sôi động không ạ? Trời ơi. Trời đất mẹ ơi. Các bạn nhìn thấy gì không? Đây là miếng càng chân cua hoàng đế. Trời đất ơi. Vãi nó to. Các bạn có tin là có một cái chân cua nó to thế này không? Đây là chân cua khổng lồ ở người nước Mỹ người ta hay mua rồi. Và mình sẽ chấm thử một miếng xem thế nào nhá. Chấm phải chấm với muỗng xanh các bạn ơi. Cái này ăn cái chân này phải chấm với muỗng xanh. Mời mọi người nha. Mình ăn sau, mình ăn trước đi. À, rồi ngon không mọi người? Tới mình nha. Ôi. Trời. Trời. Sao có thể ngon vậy nhỉ? Tuyệt phẩm, thề luôn, ngon vãi. Phải chấm với cái này phải chấm với cái này, quá ngon luôn mọi người ơi. Ôi.
Ôi, ngon quá. Nhiều bạn nói là ăn uống thì đừng có chắp chép cái mồm này. Các bạn qua những kênh ăn uống khác, kênh nào cũng chắp chép cái mồm đấy. Cho nên các bạn yên tâm đi, là mục đích chúng ta chắp chép cái mồm này, chúng tôi chắp chép cái mồm này là để cho những người xem người ta cảm thấy thèm thuồng thôi. Và các bạn có thể cầm cơm và ăn chung với chúng tôi. Đó. Còn một số bạn thì nói là anh làm YouTube xứng vãi, chỉ việc ngồi ăn mà cũng có tiền. Đúng rồi đấy các bạn ơi, các bạn nên bỏ mấy triệu ra các bạn mua một đống cuồng đấy và các bạn ngồi ăn, các bạn úp lên YouTube, đảm bảo là các bạn sẽ có rất là nhiều tiền nhá. Vì thế các bạn đừng có ngần ngại, đừng có chần chờ gì, hãy đi mua ngay những cái món sơn hào hải vị về ăn, sau đó là úp lên YouTube, đảm bảo là các bạn rất nhiều tiền nhá. Ok, ngon quá, mình phải bóp hết nước à. Không nhận, bóp nước ăn ngon hơn thật các bạn ơi, ngon quá nhở. Ờ, mình có thể ăn hết cái đống này luôn đấy, nhưng mà đây là miếng cuối cùng của mình thôi. Uống là không lấy vẫn còn. Trời ơi, mình quên mất một cái phần ở dưới nữa. Mình đang sợ là mình chắc không được ăn nữa các bạn ơi, mà vẫn còn quá, mình phải ăn nốt. Ngon thật. Mình sẽ lấy một cách chuyên nghiệp cho các bạn xem này. Đó, ta sẽ cắt hai đầu này, sau đó chúng ta sẽ dùng cái đẩy dày xuống này được. Rồi, đấy. Rồi các bạn thấy cái phần bé của cái càng đó này đã được như thế này rồi các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Không, mình sẽ không chấm muối tiêu chanh nữa. Trời ơi, cái này phải chấm mấy muối ớt xanh nó mới là tuyệt phẩm các bạn ạ. Ôi, đây là chân cuồng đế tắm muối ớt xanh. Trời ơi, nó có cái gì? Nó có đường xỉ của con cua. Mất ngon thật chứ. Tao ăn nay phải cái này mất ngon luôn đấy. Nhưng mà nó vẫn ngon. Miếng cuối cùng rồi các bạn ơi. Nên thử các bạn ạ. Mình nghĩ là nên thử cái này, nên thử. Mình mà giàu là không nào mình ăn cái này luôn. Ngán thôi. Ngon và hấp dẫn vãi cả lồng đèn trung thu luôn. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của Vũ Lít. Bye bye.